Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tiếp xúc cử tri vận động bầu cử số này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chương trình hành động của bà Tần Thị Quế, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Tam Đường, ông Dương Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu, bà Giàng Thị Xoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lai Châu. Kính thưa toàn thể cử tri, tôi được cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là một niềm vinh dự lớn của cá nhân tôi và gia đình, và đồng thời đây cũng là trách nhiệm hết sức lớn khi tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Tôi xin được bày tỏ quan điểm của mình với toàn thể cử tri. Với tư cách là người ứng cử đại biểu Hội đồng dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn và trên cương vị công tác của mình, với sức khỏe, kinh nghiệm, tôi xin được trình bày chương trình hành động của mình như sau. Thứ nhất, gương mẫu chấp hành nghiêm hiến pháp, pháp luật của nhà nước, tích cực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, đồng thời không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, kiến thức, làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu, xứng đáng với niềm tin của cử tri. Thứ hai, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc, kịp thời đề ra những chủ trương phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện, của tỉnh và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sâu sát, kịp thời, trong đó trọng tâm là các cái nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, đối với phát triển nông nghiệp, khắc phục một số hạn chế trong sản xuất nông nghiệp hiện nay như một số chất lượng sản phẩm nông nghiệp hiện nay trên địa bàn huyện còn thấp, về quy mô vùng sản xuất còn nhỏ lẻ và đang thiếu các cơ sở để chế biến, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn ít và có thì cũng còn chưa chặt chẽ. Tập trung đẩy mạnh quy hoạch và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm và quan tâm chỉ đạo chuyển đổi một số diện tích kém hiệu quả sang trồng và phát triển một số cây có hiệu quả kinh tế cao, thu hút các tổ chức, các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn của huyện, tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp và có kiểm soát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sản xuất, sơ chế để bảo quản, nâng cao các cái sản phẩm nông nghiệp hiện có ở trên địa bàn, nâng cao các cái sản phẩm nông nghiệp để tạo thành các sản phẩm OCOP. Đối với du lịch, duy trì nâng cao hiệu quả các cái điểm du lịch hiện có trên địa bàn của toàn huyện, tập trung vào công tác xây dựng quy hoạch chi tiết các cái điểm du lịch, đặc biệt là nâng cao chất lượng các cái dịch vụ ở trên địa bàn toàn huyện, tập trung phát triển các cái sản phẩm và phấn đấu là có cái sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh cao, hấp dẫn du khách trong vùng, trong khu vực cũng như là trong cả nước. Về giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân thì tập trung thực hiện tốt cái công tác giáo dục cũng như là chăm sóc sức khỏe nhân dân và chăm lo thực hiện tốt các cái giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm và giải quyết đầy đủ kịp thời các cái chế độ chính sách đối với người nghèo, người có công và các cái đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn huyện. Quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền và năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn huyện. Trong đó đặc biệt tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, trong đó nhất là cán bộ là người dân tộc, cán bộ ở cơ sở. Trong lãnh đạo chỉ đạo, chú trọng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phong cách làm việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.
Thứ ba là đại biểu nữ, một nhiệm vụ hết sức quan trọng tôi quan tâm và thực hiện, đó là quan tâm bảo vệ quyền lợi ích của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, phòng chống các tệ nạn xã hội nhằm tạo điều kiện giúp đỡ cho phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em có được môi trường sống, có được chất lượng sống một cách tốt nhất. Để có điều kiện thực hiện tốt chương trình hành động của mình, tôi rất mong cử tri có mặt hôm nay ủng hộ và bỏ phiếu cho tôi. Tôi xin cam kết là sẽ luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, đặc biệt là những vấn đề bức xúc mà dư luận và xã hội quan tâm, để kiến nghị, phản ánh với các cơ quan chức năng, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu, giải quyết kịp thời để đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn các vị cử tri. Là ứng cử viên của Hội đồng dân tỉnh, tôi xác định suy nghĩ là thứ nhất về tư tưởng, về tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tận tụy làm việc với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện tốt công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Bất luận trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào cũng luôn luôn toàn tâm, toàn ý phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì độc lập chủ quyền thống nhất dân tộc, vì sự nghiệp ấm no, tự do hạnh phúc của nhân dân. Tôi luôn tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, thực hiện lời dạy của Bác là lĩnh vực tài chính, là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành hiến pháp và pháp luật, rèn luyện lĩnh vực chính trị, dũng cảm đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tích cực chủ động xây dựng môi trường công tác, môi trường làm việc tiến bộ, tiên tiến, văn hóa, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau trong nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kiên quyết chống các hành vi quan liêu cửa quyền hách dịch, làm việc vì dân. Cái gì có lợi cho dân thì kiên quyết làm, cái gì có hại cho dân thì kiên quyết tránh. Thực hiện nguyên tắc luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, gắn bó mật thiết, gần gũi nhân dân, trọng dân, học dân, vì dân. Phản ánh kịp thời những ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến Hội đồng dân tỉnh. Kính thưa ông đồng chí, tôi được đào tạo và công tác trong lĩnh vực tài chính ngân sách nhà nước. Qua nhận định điều kiện kinh tế xã hội cũng như điều kiện kinh tế nói chung của địa bàn tỉnh chúng ta là một địa bàn chia cắt, địa hình phức tạp, điều kiện dân cư khó khăn, nên cái việc phát triển kinh tế xã hội của chúng ta cũng rất là khó khăn trong cái giai đoạn vừa qua cũng như giai đoạn tới. Với lĩnh vực mình công tác thì tôi luôn luôn xác định và tham mưu cùng các cấp chính quyền địa phương là tích cực hơn nữa trong việc chủ động huy động tối đa các nguồn lực về tài chính, ngân sách, các nguồn lực khác để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, từng bước tạo điều kiện liên kết thuận lợi giữa các vùng kinh tế, đặc biệt là liên kết vùng trong các huyện trong tỉnh cũng như các vùng sản xuất ở trong các vùng địa phương, từ đó tạo các không gian phát triển kinh tế xã hội, văn hóa của các vùng, khắc phục những tình trạng chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng và các địa phương trong tỉnh. Và bản thân tham gia việc tham mưu đáp ứng nguồn lực tài chính để thực hiện đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao năng lực đào tạo của các trường dạy nghề trong tỉnh để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho con em đồng bào dân tộc trong tỉnh được học nghề, nâng cao trình độ nghề. Tập trung xây dựng cơ chế chính sách nhằm thực hiện tốt cái giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong toàn tỉnh. Tham gia việc đáp ứng nguồn lực để tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,
tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các thành phần kinh tế hoạt động đúng pháp luật, xây dựng chính sách và xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển chính quyền của dân, do dân, vì dân, chính quyền phục vụ nhân dân. 4. Với trách nhiệm của mình, bản thân chủ động đề xuất với các cấp chính quyền trong việc xây dựng và triển khai những nội dung về cơ chế chính sách đối với việc phát triển, bảo vệ rừng, bảo vệ những người dân có rừng phải được hưởng lợi từ rừng. Phối hợp với các ngành, nghiên cứu, tổng hợp đánh giá các mô hình như sản xuất chè, quế, sơn tra, mắc ca, lúa đặc sản, dược liệu, chăn nuôi, từ đó định hướng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững gắn với phát triển du lịch và phát huy bảo tồn các giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Kính thưa đồng chí, trên đây là chương trình hành động của tôi. Nếu được tín nhiệm, các cử tri tín nhiệm bầu cử tôi là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe chương trình hành động của tôi. Tôi xin được gửi tới các đồng chí, toàn thể đồng chí và các cử tri lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành. Tôi rất vinh dự và cảm ơn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú đã giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7 thành phố Lai Châu. Đây là niềm tự hào và là trách nhiệm rất lớn của bản thân tôi. Nếu được cử tri thành phố tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi vào đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. 1. Thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, tham gia tích cực đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhất là việc quyết định các vấn đề lớn liên quan đến sự phát triển của tỉnh và của thành phố, như duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, kinh tế cao và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch và phát triển tỉnh Lai Châu và thành phố Lai Châu, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. 2. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, gần gũi với cử tri và nhân dân, tìm hiểu, nắm bắt những vấn đề cần thiết của thành phố, Lai Châu, của nhân dân để kịp thời chỉ đạo các cấp, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị với các cấp, các ngành, quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri. 3. Cùng với tập thể lãnh đạo, thành phố Lai Châu triển khai các nội dung giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là thực hiện 4 nhiệm vụ đột phá để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng bộ mặt đô thị văn minh, sạch đẹp. 4. Không ngừng rèn luyện đạo đức học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là thường xuyên cập nhật những kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Với vai trò hiện nay và bằng khả năng, trách nhiệm và tâm huyết của mình, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt những vấn đề mà tôi quan tâm như đã trình bày ở trên. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp cho tôi thực hiện tâm huyết của mình một cách tốt hơn. Nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thường xuyên tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo luật định, quan tâm lắng nghe, phản ánh trung thực đầy đủ các kiến nghị của cử tri, để gửi tổng hợp và gửi các kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri. Xin trân trọng cảm ơn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.